Vâng. Cái dẻo quả này như thế này. Mình chiết hành hả? Vâng. Chiết hành hồi này là ổi gì hả chị ơi? Ổi Thái nhỉ? Ỉ, nắng lắm. Đây thì giới thiệu mấy này à, hai anh chị là Bắc Nga thì vườn đây thì rất là thành công với cây ổi. Vườn ổi rất là thành công. Ổi thì nhà bác năm nào cũng thấy cứ 40.000 mấy 50.000 thì không đủ bán. Kinh khủng. Đây kéo tận mã trên đỉnh đồi kìa. Tận trên đỉnh luôn đấy, cả cái trại lớn thế này. Chứ không phải độc ở đây không. Thế bên này là hơn 2 ha, còn mới làm thêm từ Tết nữa là làm thêm cái bên kia 1,6 ha. Ổi cả ổi cả cam, ổi cả cam. Tổng diện tích. Ổi Thái thì chăm sóc nó cũng như ổi lê hả? Cũng thế. Ổi đây chất lượng lắm chị ạ. Không có phải là gì ổi đây chất lượng. Hết củ rồi. Cái này là xong cái là chị cắt cành. Có cắt không? Cắt đấy, mấy nữa là phải cắt đấy. Nó đang vút vụ ngoài. Thế à? Vâng. Chị có dao ở đây không? Em đổ cái phân chuồng như thế này thế là... Để phân em ủ đấy. Ủ chưa? Ủ trong sumagâu vào dưới. Nhà em tưới hơn 20 lít rồi đấy. Từ lúc bắt đầu khoanh cây đến giờ là tưới hơn 20 lít rồi đấy. Nhưng mà tưới gần xong rồi. Vừa rồi đổ 730 phân gà. Cam này rất đẹp. Cam này đẹp. Đẹp mà. Cam này rất ngon. Không, cam nhà em thì nói chung năm nào cũng bán vào những vị trí độc đắc thôi. Toàn hàng qua thôi. Cô ơi, cháu nhìn thấy nhiều vườn nó bị lứt quả lắm. Thế đây mình... Nhà cô cũng thỉnh thoảng cũng lứt đấy. Thỉnh cũng ít thôi, không bị lứt mấy. Mình phun cái gì để cho nó đỡ bị lứt quả cô? Cây cái này có phải nó... Nhưng mà tưới... Tưới sung mà câu. Cái loạt kia của nó quả, loạt đầu ấy, nó quả nó to ấy kia mà xùm nó dài này. Loạt này loạt trái, mấy nữa lứt căn. Cái này dòng.